bạn là dân chủ một doanh nghiệp mà là gì lên voi xuống chó, bây giờ mà quyết định là bỏ con chó lên con voi. Chào anh, chào mấy anh em. Em xin giới thiệu là tên Nguyễn Duy Phương, sinh 82. Lúc trước là từ năm mình là kỹ sư xây dựng, mình làm xây dựng từ năm 2005 đến năm 2011, rồi từ 2011 đến cuối năm ngoái là mình chuyển qua quy mạch, mình đầu tư kinh doanh quy mạch. Trong thời gian đầu tư kinh doanh mặt thì nói chung là làm kinh doanh thì ai cũng nhìn cái lợi nhuận trước hết, nhưng mà để làm kiếm một cái lợi nhuận thì không phải là chuyện gì, nào là tập trung vô cho hợp hài hàng hóa, tìm thuê nhà thuê cửa, bao nhiêu vấn đề hàng hóa mình bán được hay không, mà tiền mình thu về được hay không, đó là cả một vấn đề. Thật sự đó, làm kinh doanh nó mặt em thức rất quyền, đêm nào cũng 12 giờ 1 giờ mới ngủ, mà không phải là mình lo cho mình không, mình lo cho người thân ở dưới vấn đề cái bán đầu tiên cuộc sống. Nên là cái tết của em là thì em cũng không biết, tình cờ thôi, nhưng mà được chị Tuyền hướng dẫn, chị Tuyền hướng dẫn thì em cũng tìm hiểu và em cũng áp Zalo với anh Khanh, thì trong nửa giờ thì em học được một khóa. Thì khóa trước thì khóa vừa rồi thì cũng học 2 ngày, nói chung là chơi, nhưng mà chơi tài khoản demo thôi, nhưng mà nó còn lập lờ, tức là mình cũng biết chắc ăn được. Nhưng hôm nay đi học lại thì nó vỡ ra được những cái vấn đề rất là nhiều. Và trong cái chuyện đường Forex, bây giờ em xác định là chuyện đường Forex là cuộc sống của em. Đúng. Thì tuyệt vời nhá. Thì bây giờ em quyết định em đầu tư khoảng bao nhiêu sau khi em quyết định là mình đã nắm vững và kiếm tiền là sống được. Dạ, thì em thì ban đầu thì tài khoản của em tặng 5 đô. Để em có thể đánh trong vòng 1 tháng, đến 2 tháng gì đó. Nói chung là bây giờ về tài chính thì em cũng không cần gọi vàng hết, okay. Em tích lũy kinh nghiệm nữa, có thể sau 1 tháng đến 2 tháng em gặp khoảng 5 đến 7 năm. Thì khi nào mà tự thảo rồi thì em đầu tư gì? Bạn thấy mục tiêu rất là cụ thể không? Ví dụ mình khi mà 500 đến 700 thì em kế hoạch 1 ngày kiếm được bao nhiêu? Nếu mà tài khoản 5 đến 700 thì 1 ngày em kiếm khoảng 2 đến 5 đô. Nhiêu? 2 đến 5 đô. 20 đô. Ước mơ nhỏ thôi. Quá nhỏ. Hồi nãy em có 2 ngàn nhưng mà 15 đô mà 700 đô mà là 20 đến 30. 20 đô. Mày tự tin làm được không? Dạ. Cố gắng và quyết tâm. Ok, tuyệt vời. Cho bạn nghe tất cả.